Đầu năm nay, chính phủ cho biết trong năm 2017, ngân sách đã chi 1.030 tỷ đồng để mua 1.081 ô tô công, trung bình giá gần 1 tỷ đồng trên một xe. Hiện Việt Nam có khoảng 40.000 xe công, trong số đó có đến 7.000 chiếc đang dư thừa. Mỗi một năm, các chi phí từ việc mua bán đến bảo trì xe công ở Việt Nam lên đến 13.000 tỷ đồng trên một năm. Công luận chưa kịp hết sửng sốt về con số xe công được công bố, thì đến cuối tháng 6 lại có thông tin trong 4 năm từ năm 2012 cho đến năm 2016, Việt Nam đã chi 1.200 tỷ đồng cho 53.000 cán bộ đi xuất ngoại. Đây là những chuyến đi được báo cáo là để xúc tiến đầu tư, ngoại giao, học hỏi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, vân vân. Nhưng trong thực tế thì nhiều cán bộ đã lợi dụng những chuyến công tác nước ngoài để đi tham quan, thăm người thân, thăm gia đình. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định việc chi tiêu ngân sách như vậy là không hợp lý và thậm chí là không đúng với quy định của pháp luật. Việc đi ra công tác nước ngoài hoặc khảo sát nghiên cứu thì cũng là cần thiết, nhưng vấn đề là đi phải được tổ chức một cách làm sao tiết kiệm nhất và thực sự có hiệu quả. Qua báo chí cũng cho thấy là nhiều nơi có hiện tượng đi không có hiệu quả khi mà không xác định được mục tiêu rõ ràng về kết quả của khảo sát mang về có thể uh, giúp thay đổi như thế nào trong hệ thống làm việc uh, về những bài học gì có thể học được từ bên ngoài về để cải thiện cho tốt hơn vân vân thì những kết quả của nó không được nói tới và trong khi đó uh, việc đi thì quá nhiều thì tôi nghĩ là rất bất ổn bộ công thương là cơ quan chi nhiều nhất cho việc đi nước ngoài Điển hình là ông Vũ Huy Hoàng, lúc bấy giờ còn là bộ trưởng, có năm đi nước ngoài tới 163 ngày trên một năm. Về tình trạng mua sắm xe công hay tài sản công, chuyên gia Phạm Chi Lan đánh giá đây là căn bệnh nan y nhiều năm. Có năm Bộ Tài chính đã thốt lên rằng số xe công quá nhiều, lên đến 40.000 chiếc xe, nhưng không thấy nói rõ là đã cắt giảm được bao nhiêu. Ngược lại, chi phí cho xe công vẫn tiếp tục tăng hàng năm bà Phạm Chi Lan cho rằng đây là một sự lãng phí ngân sách rất nghiêm trọng mà hậu quả là người dân phải gánh chịu. Trong khi đó ngân sách lại càng ngày càng eo hẹp hơn, thường hay bị thâm hụt và cứ mỗi sự thâm hụt ngân sách thì lại dẫn tới việc là tăng thu thuế trên người dân thì tôi thấy điều đó hết sức là bất hợp lý. Tình trạng bộ trì ngân sách của Việt Nam liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Năm ngoái Bộ Tài chính cho biết mức bộ chi cả năm ước tính hơn 115.000 tỷ đồng. Trước đó vào năm 2016, bộ chi 192.000 tỷ đồng, năm 2015 là 256.000 tỷ đồng và năm 2014 là 249.000 tỷ đồng. Khi ngân sách thâm hụt, nhiều khoản bị nói là vô lý được đưa ra như tăng thuế bảo vệ môi trường xăng dầu lên kịch trần, nhưng lại bỏ tiền thuế này vào ngân sách chung rồi đến dự luật áp thuế nhà ở được Bộ Tài chính đề xuất. Các chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cho tăng thuế thu từ người dân để bù vào ngân sách thâm hụt mà một trong những nguyên nhân là do tiêu xài hoang phí. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Ngô Trí Long cho rằng, các biện pháp ngăn chặn lãng phí ngân sách đã được đưa ra, nhưng không phải một sớm một chiều đã mang lại kết quả. Không phải giải quyết một sớm một chiều, một ngày, ngày một, ngày hai được, mà nó cả làm quá trình mặc dù đã sửa đổi rất nhiều những cái cơ chế quản lý của nó cái thể chế của nó ví dụ như là nâng cao hiệu quả đầu tư công hay là ví dụ như là tăng cường cái kỷ luật tài chính trong cái chi tiêu ngân sách thì cái này thì đấy là một vấn đề mà coi như là là nan giải mà khó giải quyết được cũng như cái bệnh tham nhũng lãng phí thì đã biết từ lâu rất nhiều biện pháp rất nhiều giải pháp nhưng thực sự là chưa có hiệu quả hàng ngàn tỷ cho cán bộ đi nước ngoài, rồi hàng ngàn tỷ mua xe cho cán bộ không phải là những trường hợp duy nhất thể hiện sự hoang phí tiền thuế của người dân. Để ngăn chặn tình trạng lãng phí ngân sách, chuyên gia Phạm Tri Lan cho rằng việc căn cơ nhất phải làm là cải cách bộ máy nhà nước. Một bộ máy quá lớn, cồng cành quá nhiều người tham gia thì bản thân nó đã thành cái hiệu quả bản thân nó đã có thể là đẻ ra thêm những nhu cầu về đi nơi này nơi khác hoặc là chi tiêu các thứ kể cả mua sắm xe cũng như tất cả các thứ khác để trang bị cho người ta làm việc thu hẹp lại bộ máy bớt đi các đầu mối không cần thiết để giảm biên chế của nhà nước là việc đầu tiên cần phải làm gần đây Việt Nam cũng đang giáo diết cắt giảm biên chế và thu gọn các cơ quan thuộc các bộ chẳng hạn như Bộ Tài Chính Bộ Nội vụ và thậm chí là Bộ Công an. Tuy nhiên, bà Lan nói rằng cần giảm bớt ở tất cả các cơ quan vì ở đâu cũng có hiện tượng thừa và phải có sự giám sát trong việc thực hiện. Bà Phạm Chi Lan cũng nói rằng cần làm rõ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tránh sự trồng chéo trong công việc. Một việc nhưng lại được giao cho nhiều cơ quan thì sẽ đẻ ra nhiều người, nhiều đầu mối. Và một điều nữa bà đánh giá là rất cần thiết, đó là tăng cường kỷ cương trong cơ quan nhà nước, việc chi tiêu một cách lãng phí, vi phạm các quy định nhà nước đã ban hành. Ở đây là cái việc người ta chi tiêu quá, nhưng mà ngay cả chất lượng công việc của người ta như thế nào, người ta lạm dụng quyền lực trong các lĩnh vực khác như thế nào để gây khó khăn cho xã hội, cho doanh nghiệp thì cũng là điều phải xem xét đến chứ không chỉ những cái có thể đo được, ví dụ như cái số lượng đoàn đi nước ngoài chi tiêu bao nhiêu tiền mua sắm không trời. phát biểu trong hội nghị toàn quốc chống tham nhũng vào cuối tháng 6 vừa qua tổng bí thư ông Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở Đảng viên phải biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng lãng phí ông Trọng cũng dặn dò thêm rằng công quỹ là của công nên một xu một hào cũng không được chi dùng bừa bãi